trưa nữa bạn, mình sẽ quay cho bạn xem con C07 ấy nè các bạn. Cao 17 mét nữa. Mới ra nghề mấy ngày nay hơi đi đâu bạn. Hồi có kèo gấp hay các bạn, đi lại chỗ gấp lẻ các bạn. Rồi, các bạn xem và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ồ gào thì bự quá các bạn.
ông đem nhắn xuống bể á. Có cống nữa. Dọn dẹp trước cả mút. Thầy giáo đó hả? Sát bên vậy thầy ơi. Vậy đó. Cái trong có dây điện khó bỏ hả? Có dây điện này khó bỏ. Dây điện này thấp. Không có dây điện đưa qua đây không? Clip nữa sẽ là cho bạn xem nha các bạn.